hòa chung không khí trong những ngày tổ chức khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm kỷ hợi. Hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 20 tháng 10 năm kỷ hợi, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã long trọng tổ chức khóa tu an lạc. Chương trình được diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Trung ương giáo hội. Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện của hơn 1.000 Phật tử đến từ 19 tỉnh thành, khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ cũng về đây tham dự. Mở đầu chương trình tại khuôn viên quảng trường của Thiền viện Trúc Lâm là buổi trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Phong Điền. Được biết, ban tổ chức đã tặng 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng, với tổng kinh phí là 75 triệu đồng, nhằm tiếp sức đến trường cho 50 các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều thanh thiếu nhi Phật tử dân tộc. Đó sẽ là món quà hỗ trợ cho các em thuận tiện trên con đường đến trường, cũng như khích lệ các em học tập để góp sức một phần nào đó cho quê hương đất nước trong tương lai sau đó bài thuyết giảng của đại đức thích thiện xuân phó thư ký kim chánh văn phòng ban hướng dẫn phật tử trung ương giáo hội phật giáo việt nam chủ đề của buổi thuyết giảng hôm nay là đẹp mở đầu buổi chia sẻ đại đức đã giải thích cho toàn thể đại chúng về lối sống đẹp chúng ta cần giữ cho tâm ta thiền lương đó là cách chúng ta đang trao tặng cho cuộc đời trao tặng cho chúng ta và cả những người xung quanh sức khỏe hạnh phúc và sắc đẹp Đại Đức đã nhắc lại lời Phật dạy chúng ta, hãy tự thấp đuốc lên mà đi. Chúng ta phải nghe theo lời Phật dạy và thực hành theo hạnh nguyện của Đức Phật, hướng tâm mình theo chánh pháp của Như Lai, để chánh pháp soi sáng tâm mình, sớm thành Phật quả cho hơn 1.000 Phật tử nơi đây. Buổi chiều cùng ngày tại Pháp Đường là khóa lễ tụng kinh của hơn 1.000 Phật tử tại hội trường lớn của Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Với lời dẫn thỉnh của các chư tăng của Thiền viện, Tiếp sau đó, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có bài thuyết pháp về hạnh nguyện xuất gia của người tu hành và cuộc đời tu hành của Hòa thượng, cũng như những điều Phật tử tại gia cần thực hiện theo là từ bi, hỷ xã và tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm để xứng đáng là người con Phật. Mở đầu thời pháp thoại, hòa thượng nhắc nhở đại chúng việc được làm thân người và đầy đủ sáu căn, được sinh vào nơi có Phật Pháp là một nhân duyên rất lớn. Là một người Phật tử, con của đấng giác ngộ, ta phải có đức tin chân chính, được đặt nền tảng trên sự hiểu biết đúng đắn và sáng suốt. Hòa thượng khuyến tấn các Phật tử noi theo hành nguyện của Đức Phật, tinh tiến tu tập và hành trì nhằm chuyển hóa tham sân si, khổ đau phiền não thành sự an lạc, giải thoát và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Sau hơn một giờ đồng hồ, buổi chia sẻ pháp thoại của Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể đạo tràng có mặt tại Tiền viện Trúc Lâm Phương Nam ngày hôm nay. Buổi thiết pháp của Hòa thượng Thích Thanh Hùng cũng đã khép lại một ngày tu tập đầy niềm an vui và hỷ lạc của hơn 1.000 Phật tử tham dự khóa tu.